Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Chiều nay thì Phương Anh vẫn có bán nhưng mà con kêu Phương Anh chạy xuống chơi chút xíu rồi chạy về bán, tại vì cái chuyện buôn bán của Phương Anh đó là bán đắt vào buổi tối hơn, đúng không cưng? Dạ, đúng rồi. Đó, rồi cô Út ở đây cũng vậy, ban ngày thì cô Út mất đi làm, cô Út không có nhà, rồi cái hồi nãy con mới vừa điện được cho cô Út, rồi cái anh kêu cô Út xuống đây liền. Đó, rồi chị vợ anh gạn đây thì hôm nay chị làm gì chị? Ngày chị thất nghiệp không có làm gì, đơn bao cũng có, rồi ở nhà đưa nhỏ đi học thôi chứ cũng không có làm gì được. Thì Dương hôm nay làm chị Dương? Không, ngày em làm tùm lum hết trơn, ngày em cầm rau với em đi Tài Vinh giúp Phương là nhiều á. Cũng có việc làm cũng đỡ. Có việc làm là mừng lắm. Còn chị không có việc làm đây nè. Bữa nay thì ai ngồi ở đây cũng có một món quà hết, trừ mình. Trừ con ra. Thì bữa nay thì anh Tấn có nhờ con gửi cho mọi người ở đây có một phần quà. Bây giờ con gửi luôn nha. Thì anh Tấn ở bên Mỹ có nhờ Khánh gửi cho, trước hết thì Khánh gửi cho cô Út trước ha. Thì phần quà này là 3 triệu đồng. Quà này là của anh Tấn ở bên Mỹ, nhờ Khánh gửi cho cô Út dưỡng Út. Thay mặt gia đình thì cảm ơn anh Tấn rất nhiều để giúp cho gia đình cô. Dạ rồi. Phần quà thứ hai là 2 triệu đồng, cũng là của anh Tấn ở bên Mỹ. Anh Tấn nhờ con gửi cho chị Thí 2 triệu. Tấn nhiều đấy, giúp đỡ gia đình nhiều. Rồi. Và món quà thứ ba đó là của hiệp sĩ áo đen, đó là số tiền 200 đô. Thì anh Tấn nhờ con gửi cho Phương Anh. Anh Tấn thấy Phương Anh nó đi chung với mấy chị em con thì cũng cực khổ, lặn lội mưa gió này kia nọ, rồi chạy đầu này đầu kia cũng thấy cực khổ, cho nên số tiền này là anh Tấn quý mến mọi người cho nên là gửi, chứ không có gì hết. Mọi người đừng có hiểu lầm. Dạ em cũng cảm ơn anh Tấn rất là nhiều. Xin chú cũng ban phước lại cho gia đình anh nhiều hơn. Nhiều hơn gì nữa. Và món quà thứ tư đó là của dì Ba Dung. Dì Ba Dung, anh Tấn coi cũng thấy sơ sơ dì Ba Dung ở trong phim của con Khánh. Cho nên là anh Tấn gửi cho dì Ba Dung số tiền là 50 đô. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh Tấn. Em chúc anh Tấn được dồi dào sức khỏe và chúc công việc làm ăn của anh được thịnh vượng, được hưởng lợi. Cái số tiền này thì em để em tính coi em làm gì. Mừng quá, tiền về đi khám bệnh nữa. Lời của hổng cho tiền á, cái cô mừng quá, cô khám bệnh. Khám bệnh đi khám mắt thì nó đỡ rồi. Cái điện lòi ra thêm chứng bệnh tim. Hiện giờ cái lên Tiền Giang khám nó tim là bị nó đập chậm, giờ không kêu giờ về uống thuốc đi hả, nếu bớt cũng bớt thì lên cũng chuyển thành phố. Rồi hôm nay con trai của Út có đi làm bình thường không cô? Nó cũng nghỉ hoài à. Làm ít ngày nghỉ, làm ngày làm chứ không có làm suốt. Dạ. Con nhớ rồi. Con suy nghĩ ra rồi. Cái số tiền này thì em xin cảm ơn anh, em sẽ dùng cái số tiền này để em mua phân, em rải bưởi. Tại vì hổm anh Bình có nói là tới cuối tháng 7 là gãy phân. Thì gãy phân gọi là gãy phân gì quên này, gãy phân hữu cơ để cho bưởi nó bự. Thì hổm nay là em cũng hổm nay là tính cuối tháng
làm đó. Em cảm ơn anh và em lấy cái số tiền này em một phần em gửi. Rồi tới lúc mà bữa này là nghe anh Bình nói là tới Tết là có ăn được á. Em cũng xin cảm ơn anh Tấn rất là nhiều. Anh Tấn hầu như là tháng nào cũng quan tâm ủng hộ kênh Hương Vị Đồng Quê của em hết, từ lúc mà em ở ngoài Lâm Đồng cho tới lúc em về đây luôn. Em cảm ơn anh trai rất là nhiều đã thương yêu, thương những người xung quanh em, giúp đỡ, chia sẻ, chia sẻ những tình thương của anh dành cho người miền Tây của em. Em cảm ơn rất là nhiều. Em cũng cầu xin ơn trên chúc sức khỏe, giúp sức khỏe nhiều hơn cho anh, để anh có nhiều sức khỏe, nhiều điều kiện, anh có thể có nhiều cơ hội giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Lấy khăn được thầy. Dạ. Bữa nay á thì sau khi mà Tiền đi chơi với bạn về thì bị quýnh sưng cái mặt luôn. Bị quýnh gan hả? Bị người ta quýnh sưng cái mặt luôn. Mà con mới phát hiện ra hồi sáng này thôi, chứ còn ngày hôm qua đó tới giờ Tiền có nói gì cho con biết hết trơn á. Mà khi mà con phát hiện thì con cũng tự thấy với cô Tiền. Hồi sáng thấy chị Hai, hồi sáng hôm qua ngồi trong tủ lạnh á, lấy đâu câu ăn á, câu còn bữa sinh nhật của ông Quy á, còn ngồi ăn vậy nè, cái chị Hai ra, chị Hai hỏi ai vậy, cái quảng hồn khum cái mặt xuống như nè, nói con nè cái khum mặt xuống, cái chị Hai hỏi mày làm gì mày không đóng tủ lạnh lại vậy, cái vợ cũng lãng rồi đi vô hồn cũng tiêu rồi đâu dám ngước mặt lên đâu. Cái sáng thấy chị Hai ra, cái vợ cũng giả bộ chị Hai vừa đi ra tới, cái vợ khum mặt xuống gì nè, đâu dám ngước mặt lên đâu, sợ chị biết. Thấy không, đi chơi mà yên để mặt bị người ta quýt vậy. Kìa. Bởi vậy con nói thiệt là từ đây tới vì sao á, Tiền đi ra đường á phải cẩn thận cho người ta thấy, cẩn thận thấy cái tại mặt vì mặt giờ ta thù ghét dữ lắm. Nghe buồn chốt quán dữ lắm, người thấy là người ta quýnh sưng cái mặt luôn. Hay bây giờ con sẽ cho ông bà cô chú anh chị em cùng nhìn thấy cái bản mặt của Tiền. tự tháo ra rồi. Hồi sáng giờ á Tiền đi quay với con ở dưới thành phố á, mốt với thành phố là đi chắc cũng 50-60 cây á, thì bạn đi không á, bạn về cũng 50-60 cây nữa, rất là xa, và Tiền cũng rất là chịu cực để đi, tại vì tuy là bị quýnh sưng cái mặt nhưng mà nếu mà không đi thì bị đói. Cũng không có chịu để mặt ốm xuống, cho nên là cũng chịu khó đi. À, rồi mà hồi sáng đi á, mắc cười lắm, để từ từ. Ê, con kể cho ông bà con nhớ nghe là khi mà uống nước á, đi á, đeo mắt kiến, bịt khẩu trang, rồi đội thêm một cái nón của cái áo đội tên tùm lên. Phải vậy nè. Rồi khi mà khát nước đi dọc đường tại nắng quá, bắt đầu vô quán nước khát nước uống không biết làm sao, bắt đầu khum khum né né đi tốn mới uống. Né né rồi lén lén uống, kéo ra nhẹ nhẹ rồi uống à. Vậy nè. Xong rồi cái hồi nữa cái đói bụng tại vì đi nguyên một buổi từ 12 giờ mà tới 5 giờ chiều lận à, cho nên là đói bụng ghé vô quán ăn. Rồi khi mà ăn thì mọi người ngồi chung bàn và ăn với nhau, còn Tiện bưng tô xích qua bên bàn bên kia, nó ngồi nó ăn con mình nó à. Y như bị Covid vậy, đi đâu cũng né người ta, ăn có mình mà ăn mà phải tùm lại, y như là bị cái gì, cái gì đúng vậy? Lấy hình á, lấy hình mà người ta dán ngoài đường, tao cái gì kêu bạn gì, truy nã. Lên truy nã. Rồi bây giờ khui chuẩn bị khui. Khui 1 2 3 khui. Nó sưng không? Quăng ra. Hồi sáng á là cái mặt còn sưng dữ hơn giờ đó, để bình thường cho Tiền. Không để bình thường nó lại bình thường sao, để bình thường cho nó đừng có phù ra vậy á. Đâu, lấy cái mặt lại bình thường coi. Hồi sáng á cười lắm, hai mắt con Tiện hiếp lại mập vậy nè. Hồi sáng sáng ngủ dậy cái Tiện không hai mắt nó gì nè, mà hai con mắt nó sưng lên gì nè, cái không biết làm sao hết trơn ha. Cái con giả bộ con cho nó xuống vậy nè, cái hồi nó cũng vậy.
hồi là hồi tối hôm qua là hồi trưa hôm qua đó con đưa qua đi nhóm vậy Phương Anh làm sinh nhật cho Uông Vi chứ Phương Anh làm sinh nhật cho Uông Vi xong rồi mới chở Uông Vi về cái chạy ngang cái cây dừa có cái ổ ong hay có ổ ong này kia nó bu ở ốc dừa chạy ngang biết là ông này, này là ông mật ông này là ông mật mà ông mập nó bu ở ngoài cây dừa mà thịt của con thì nó đọc miễn mà chích một cái là sưng à rồi xong mà về nhà con thấy cái mặt nó hơi rần rần bình thường à chứ không có gì cái trưa cái rảnh nó đâu có làm gì đâu mới vừa nằm ngủ không được nửa tiếng nha thức dậy một cái là cứ gì kỳ không tính luôn á cô bác con nói gì nè mắc cười lắm kìa rồi sáng cái hàng mắt đi giờ là đỡ rồi nè phải không đỡ đỡ không hả mà vẫn còn làm như là buổi tối nó đỡ cái tối ngủ cái nó bị lệ buổi sáng mày lại sáng mày lại sáng ngủ dậy mắc cười hết luôn á mà nó đỡ nữa nó ngứa nữa muốn chết luôn ạ đầu đầu đuôi câu chuyện của thằng Tiền là nó như vậy đó nghĩa là ông quýnh nó bị đi ra đường bị người ta quýnh lén mà về nhà ngủ dậy mấy hai là mặt bị sưng clip của Khánh tới đây mà ông này thì chích là chắc ngày mai ngủ dậy là hết rồi ông này cũng chỉ tôi đọc đó đọc mấy ngày 3 ngày không biết nữa hả? Nhớ đỡ đó còn bị ông chích cái tay hả sưng lâu lắm á vậy đấy mời hay kỳ quá đó thì ông này thì chích nó sưng sưng vậy thôi chứ nó cũng không có đau nhức gì trơn á không dám đâu nó ngứa nó nhức cái lúc mà ấy thôi còn lúc mà nó sưng thì nó ngứa gần nó ngứa lên. Muốn chết luôn á nó ngứa hay nhịn mặt con nè giờ cho nó vô lấy như đá nó bị bọng nước vậy nè đều lấy nước đá đắp lên giờ có nước con thịt vậy nè đó kỳ lắm ở vậy nó ngứa mà hắn gãy một cái nó đã ngứa rồi còn nó gác cái mặt chết luôn á ngứa thiệt luôn á đó đây là câu chuyện mà chiều nay nếu mà người mà ăn chơi người ta ăn chơi quậy phá người ta sẽ đánh con ong còn nhà con thì không có đánh gì hết tại vì nhà con không có hơn thua không có tánh hơn thua cho nên là không có chơi mấy đó rồi clip của con tới đây cũng đã hết rồi Khánh cảm ơn ông bà cô chú anh chị em rất là nhiều đã thương yêu cũng như là giúp đỡ che chở bảo vệ cho kênh Hương Vị Đồng Quê của con hồi nào tới giờ còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới thiệt là vui vẻ.